Chiều ngày mùng 7 tháng 6, chi bộ 1, chi bộ 2, chi bộ 3, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Đồng Hòa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho học sinh ưu tú. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng quận ủy. Đợt này, trường Trung học phổ thông Đồng Hòa có 19 học sinh ưu tú được kết nạp đảng. Dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo, các em không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, của lớp. Các em cũng đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Đồng chí Phạm Văn Khanh ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận trao quyết định kết đạp đảng viên. Đồng chí Trần Văn Nhường bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đồng Hòa tặng hoa chúc mừng 19 học sinh ưu tú của trường vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ tổ quốc, cờ đảng, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ bày tỏ quyết tâm luôn tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên gương mẫu, công dân có ích, có phần xây dựng quê hương đất nước. Phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chúc mừng các đồng chí đảng viên mới được kết đạp vào Đảng. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là vinh dự và niềm tự hào của các đồng chí đảng viên mà còn là của gia đình cũng như trường trung học phổ thông Đồng Hòa. Đồng chí Bí thư Quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận đề nghị các đồng chí đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phấn đấu trong học tập trở thành công dân có ích cho xã hội trở thành niềm tự hào của nhà trường các bậc phụ huynh của các đảng viên mới sẽ cùng với nhà trường tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc kết nạp đảng viên là học sinh đến các bậc phụ huynh trong toàn trường